Want to learn English from zero? Click on the link right here to learn with Elite. Hope you enjoy the video. Xin chào các bạn. Vừa rồi chúng mình đã được nghe ca khúc Ước gì của ca sĩ Mỹ Tâm. Và nhân dịp vừa nghe lại ca khúc này thì ngày hôm nay Tracy và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc về ước muốn trong tiếng Anh nhé. Tiếng Việt thì rất là đơn giản đúng không nào? Mình ước gì thì mình nói đấy, nhưng mà tiếng Anh thì lại phức tạp hơn rất nhiều nhé. Cùng xem nhé. Ôi, ước gì Justin Bieber là bạn trai của mình. Ước gì mình đủ tiền mua iPhone 8. Ước gì. Chúng ta luôn ước những điều mà khó có thể thực hiện được. Bởi vậy nên trong các câu về điều ước thì động từ luôn được lùi đi một thì so với thời gian thực. Ví dụ như là câu điều ước trong thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ sử dụng thì quá khứ đơn. Chỉ có ước thôi mà cũng rắc rối quá đúng không nào? Như thế nào là ước cho hiện tại, cho tương lai, cho quá khứ và lùi đi một thì là như thế nào? Đừng lo, ngày hôm nay thì Tracy sẽ giúp các bạn gỡ rối ngay bây giờ. Đầu tiên sẽ là một mẫu câu rất là phổ biến về wish, dùng để gửi lời chúc để mong ai đó. Chúng ta cùng xem qua một ví dụ nhé. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bài hát này rất là quen thuộc đúng không nhỉ? We wish you a Merry Christmas có nghĩa là chúc bạn có một Giáng sinh vui vẻ. Hoặc là các bạn có thể dùng mẫu câu này để gửi lời chúc mừng đến sinh nhật của bạn mình chẳng hạn. I wish you a happy birthday có nghĩa là chúc bạn có một sinh nhật thật là vui. Những gì mà chúng ta không làm được mà phải ước. Ví dụ như là bạn trai mình không phải là Justin Bieber nhưng mà mình vẫn ước được là bạn gái của Justin Bieber thì được gọi là ước cho hiện tại hoặc là ước ở thời điểm hiện tại. Với cấu trúc ước cho hiện tại thì chúng mình sẽ sử dụng thì quá khứ đơn nhé. Thì hiện tại đơn lùi đi một thì rõ ràng là thì quá khứ đơn đúng không nào? Ví dụ như là I'm hungry, I wish I had a burger now. Có nghĩa là tôi đang đói, ước gì tôi có một chiếc burger ngay bây giờ. Thử một ví dụ nữa nhé. Wait, các bạn có cảm thấy có điều gì đó sai không nhỉ? Anh chàng này đã nói là I wish I were an angel thay vì nói là I wish I was an angel đúng không nhỉ? Liệu mà anh chàng này có phải là nói sai ngữ pháp không? Không phải đâu nhá. Mà là khi với cấu trúc này này, khi mà sử dụng với động từ to be thì chúng ta sẽ dùng were với tất cả các chủ ngữ. I wish you were here. Tiếp theo là mẫu câu đi với wish dùng để nói về một sự việc trong quá khứ. Thường là thể hiện sự nuối tiếc về một việc đã xảy ra mà không được như là chúng ta mong đợi. Ví dụ như là hôm nay có bài kiểm tra một tiết và đề bài thì vào đúng cái câu mà mình lại không học thì mình sẽ nói là I wish I had studied this lesson yesterday. Có nghĩa là tôi ước là hôm qua tôi đã ôn cái phần này. Rõ ràng là sự việc là xảy ra trong quá khứ. Mình ước một điều đã xảy ra trong quá khứ rồi thì mình sẽ sử dụng, mình sẽ chia động từ ở thì quá khứ hoàn thành. Các bạn lưu ý nhé. Oh, it's raining. I wish I had brought an umbrella. Trong ví dụ vừa rồi, khi mình đang trên đường trở về nhà thì trời lại mưa. Đấy, lúc sáng mẹ đã bảo mang ô đi mà không chịu nghe. Mình rất là hối hận vì điều này. Chính vì thế là mình đã nói là ước gì mình đã mang ô theo. I wish I had brought an umbrella. Tiếp đến là mẫu câu wish dùng để nói về mong ước ở thì tương lai. Khi wish đi cùng với could hoặc would thì nó sẽ mang ý nghĩa là diễn đạt một mong muốn, một điều gì đó sẽ xảy ra ở tương lai. Ví dụ như là I wish I could meet my boyfriend tomorrow. Có nghĩa là tôi ước là tôi có thể gặp bạn trai của mình vào ngày mai. Đặc biệt hơn thì từ would còn được dùng để phàn nàn về một thói quen của ai đó mà mình muốn họ thay đổi. Hello? Where are you? Oh, I'm filming now. Just wait for me a few more minutes. I wish you wouldn't be late so often. Sorry. Tiếp theo là mẫu câu wish cộng với động từ ở dạng to verb. Chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu này khi muốn thể hiện mong muốn của bản thân nhưng mà ở dưới dạng trang trọng hơn nhé. Ví dụ như là khi mà mình muốn xin phép nói chuyện với một ai đó trong bối cảnh công việc chẳng hạn thì mình sẽ nói là thay vì nói là I would like to speak to your manager
có nghĩa là tôi muốn nói chuyện với quản lý của anh. Thì chúng ta có thể nói là I wish to speak to your manager. Nghe sẽ hay và lịch sự hơn nhé. Vậy là chúng mình đã tìm hiểu xong 5 cấu trúc thông dụng nhất về wish rồi đấy. Và ở cuối video này thì sẽ có bài tập thực hành để cho chúng mình cùng luyện tập nhé. Ngoài ra thì còn có một số những từ khác cũng có ý nghĩa và cách dùng tương tự như từ wish. Thì các bạn hãy comment xuống phía dưới cho Tracy biết là những từ nào và cách sử dụng ra sao nhé. Tracy sẽ giải đáp trong video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!